Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi chiều ngày 23 tháng 6 năm 2022. Bây giờ là 6 giờ chiều các bạn. Và lời nói đầu tiên, Tường Vũ Channel xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở ngã 6 Phù Đổng. Và Sài Gòn của chúng ta đang có một cơn mưa từ trưa đến giờ các bạn. Hiện tại thì cũng đã tạnh mưa một chút rồi. Bây giờ là giờ tan tầm buổi chiều, cho nên Tường Vũ Channel muốn cập nhật một vài hình ảnh ở tại đường phố Sài Gòn trong chiều ngày hôm nay để gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn thấy được cái giờ tan ca vào buổi chiều mưa ở tại phố xá trung tâm. Phía trước màn ảnh của chúng ta là đường Phạm Hồng Thái, bên tay phải là khách sạn New World, khách sạn 5 sao. Tiếp theo là đường Lý Tự Trọng, đường Gia Long ngày xưa và đường Cách Mạng tháng 8, đường Lê Văn Duyệt. Rồi đường Lê Thị Riêng, đường Nguyễn Trãi và đường Nguyễn Thị Nghĩa các bạn. Hôm nay mình sẽ di chuyển trên đường Cách Mạng tháng 8, đường Lê Văn Duyệt ngày xưa, sau đó chúng ta về bên vòng xoay công trường Dân Chủ, quận 3, quận 10, sau đó mình đi về đường 3 tháng 2, rồi đi về cập nhật một số hình ảnh ở tại đường 3 tháng 2, đường Trần Quốc Toản ngày xưa ha. Rồi chúng ta đi nha các bạn. Chúng ta sẽ đi về bên đường Cách Mạng tháng 8 để cập nhật một số hình ảnh Sài Gòn chiều tan tầm mưa thì tình hình giao thông thật sự rất là nghiêm trọng ở tại tuyến đường khắp nội đô ở Sài Gòn. Chúng ta sẽ xuất phát từ bên ngã 6 Phù Đổng, rồi mình đi về bên Bùng Binh công trường Dân Chủ nha. Hy vọng trời đừng mưa lớn, bởi vì mưa lớn mình không có quay được hình ảnh đường phố Sài Gòn. Đây là ngã ba giao với đường Nguyễn Du và đường Cách Mạng tháng 8 ngày nay. Bên phía tay phải của chúng ta trước đây là sân khấu Trống Đồng, sân khấu ca nhạc Trống Đồng ngày xưa, nhưng mà bây giờ thì thấy lâu quá, từ lúc dịch bệnh tới giờ cũng từ lâu lắm rồi mình chưa ghé lại bên sân khấu ca nhạc Trống Đồng, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, số 14 đường Cách Mạng tháng 8, phường Bến Thành, quận 1. Phải nói là Sài Gòn khi mà vào các cái giờ tan tầm, đặc biệt là buổi chiều khoảng sau 17 giờ cho đến 18 giờ, giờ cao điểm nhất các bạn. Mọi người trên đường đi làm về rồi đi học về. Mà nếu như mà trời mưa thì thôi chứ, là một nỗi khổ. Vừa kẹt xe vừa mưa. Hy vọng đừng có mưa, chứ nếu mưa thì mình cũng không thể nào quay được. Thiết bị của mình không có chống nước cho nên không quay được trời mưa. Ở đây là tại ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Cách Mạng tháng 8, ngày xưa là đường Hồng Thập Tự và đường Lê Văn Duyệt. Bây giờ là 6 giờ chiều rồi. Chúng ta thấy trên con đường Nguyễn Thị Minh Khai thấy một lượng xe dày đặc luôn. Từ ngã 6 Cộng Hòa về đến cầu Thị Nghè, về đến Hàng Xanh, về đến quốc lộ 13 luôn, phải nói là ngập tràn luôn các bạn. Xe giờ này rất là đông luôn. Trời mưa thì tất cả các cái phương tiện đều di chuyển ở cái tốc độ rất là chậm luôn. Cho nên
xe càng ùn ứ và nhiều khi kéo dài đến 19 giờ luôn các bạn, đến 7 giờ tối luôn. Thường những cái chốt này, những ngã tư này vào giờ cao điểm thì đều có cảnh sát giao thông túc trực điều chỉnh các tín hiệu đèn giao thông làm sao cho nó phù hợp. Chứ những giờ cao điểm này mà để bật tự động đôi khi nó không phù hợp lắm, tại vì có những tuyến đường nó đông nhưng mà ngược lại những tuyến đường nó ít xe, cho nên cảnh sát giao thông các cái chốt này người ta sẽ bật đèn thủ công. Đường Cách Mạng Tháng 8 này đi về đến ngã tư Bảy Hiền luôn các bạn. Chắc chắn là giờ này nếu mà chúng ta đi trên tuyến đường này về đến Bảy Hiền thì phải nói là ngộp xe luôn. Đây là ngã tư đường Nguyễn Đình Chiểu. Hầu hết các tuyến đường nội đô Sài Gòn vào cái giờ tan tầm thì lúc nào cũng vậy các bạn. Sài Gòn của chúng ta đang gặp rất là nhiều khó khăn về hiện nay, với giá xăng dầu thế giới đang tăng rất là cao, ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống chi tiêu của người dân, đặc biệt là những người có lao động thấp, có nguồn thu nhập mức trung bình thấp mà. Thì phải nói là với cái giá xăng dầu hiện nay nó cao như vậy thì ảnh hưởng đến cái đời sống chi tiêu của mọi người rất là lớn. Phía trước màn ảnh của chúng ta là ngã tư đường Võ Văn Tần và đường Cách Mạng Tháng 8 ha. Đi đến Bùng Binh Công Trường Dân Chủ rồi mình sẽ đi về đường 3 tháng 2, quận 10. Cập nhật cái hình ảnh ở trên tuyến đường huyết mạch của quận 10. Đường 3 tháng 2, đường Trần Quốc Toản ngày xưa. Chưa biết là cái Bùng Binh Công Trường Dân Chủ bây giờ không biết có di chuyển được hay không nữa. Thường những cái giờ này thôi chứ chắc vô nó đứng luôn quá. Đó, các bạn thấy không, phía trước không, người người, dòng người hối hả tất bật, mặc áo mưa rồi di chuyển. Tốc độ này chắc dưới 5 km trên 1 giờ thôi. Tốc độ quá chậm. Xe hơi, xe gắn máy nhích từng chút một luôn các bạn. Sài Gòn có những tuyến đường rất là đông xe, chẳng hạn như đường Cách Mạng Tháng 8 phía trước màn ảnh của chúng ta, hay đường Điện Biên Phủ, đường Phan Thanh Giản ngày xưa đó, hay là đường 3 tháng 2 là đường Trần Quốc Toản, đường Võ Thị Sáu, đường Hiền Vương ngày xưa, rồi một số trục đường khác. Phải nói là nó rất là đông xe. Với giá xăng ngày hôm nay đã 33.000 đồng một lít xăng rồi, mà chúng ta di chuyển với tốc độ 5 km trên 1 giờ vào cái giờ cao điểm thì xăng không thể nào chịu nổi. Một chiếc xe qua đường giờ cao điểm thôi thì có thể gây ùn ứ nhẹ trong một khoảng thời gian nhất định.
ở phía trước màn ảnh của chúng ta là ngã tư đường Điện Biên Phủ, nghĩa là đường Phan Thanh Giản đó các bạn. Chúng ta đi thẳng về bên ngã tư Hàng Xanh. Tất nhiên những cái giờ này thì đường một chiều nó luôn luôn sẽ dễ đi hơn đường hai chiều. Đường hai chiều là bởi vì chỉ có một người quay đầu xe hay là một người qua đường thôi, nó cũng sẽ cản trở cái chiều đi của mọi người, cho nên dễ gây ùn ứ nhẹ thôi. Bây giờ chúng ta đổ 100.000 đồng thì chỉ có 3 lít xăng, mà với những chiếc xe máy mà tiết kiệm nhiên liệu thì 1 lít chạy khoảng 40 cây số, 3 lít chạy 120 cây. Đó là những xe tiết kiệm xăng ha. Giá xăng dầu thế giới tăng cao thì nó sẽ kéo theo những cái mặt hàng leo thang theo luôn, chẳng hạn như thịt, cá, rau, củ quả nữa, rồi các cái mặt hàng khác, tất cả đều ảnh hưởng hết. Đây là công trường Dân Chủ. Rồi chúng ta thấy bắt đầu xe cộ nè ha, để mọi người xem ép sát đây, cái này phải đi phải ép sát bên trái mới đi được, sát bên này quá. Ở đây là nhiều ngã đó bạn, Võ Thị Sáu rồi Lý Chính Thắng, Nguyễn Phúc Nguyên, Cách Mạng Tháng 8, Lê Văn Duyệt. Chập kín luôn các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ mời tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta di chuyển về con đường 3 tháng 2 thôi, chứ con đường Cách Mạng Tháng 8 hướng về bên ngã ba ông Tạ giờ kẹt cứng rồi, không còn một chỗ nào để mà đi đâu. Thấy lượng xe đang ùn ứ bên đó rồi các bạn. Mình sẽ đi trên con đường 3 tháng 2 này ha. Đường Trần Quốc Toản ngày xưa. Đường này có vẻ thông thoáng hơn một chút. Quay lại giá cả leo thang ở một vài ngày trở lại đây, khi mà giá xăng dầu tăng lên, đối với xăng RON 95 đã tăng lên là gần 33.000 đồng một lít rồi, gần 33.000 đồng một lít. Ngày hôm nay thì chúng ta có rất là nhiều khó khăn về các chi phí sinh hoạt, thuê nhà trọ, tiền điện, tiền nước, tiền internet, tiền truyền hình cáp, rồi tiền chi tiêu học hành. Wow, rất là nhiều khoản chi phí mà khi mà chúng ta bước chân lên Sài Gòn, thành phố với biết bao nhiêu niềm ao ước của những bạn trẻ. Những bạn trẻ, những bạn sinh viên thì rất là háo hức muốn đặt chân lên Sài Gòn. Tuy nhiên thì sau một thời gian khoảng 5 năm thôi thì cũng không ít người đều tạm biệt Sài Gòn để trở về quê. Mức sống Sài Gòn rất là cao, chúng ta đụng cái gì cũng phải mất phí hết, và phí rất là cao chứ không phải là mức chi tiêu thấp đâu. Chính vì điều đó cho nên nếu mà chúng ta có một căn hộ ở tại Sài Gòn thì đỡ hơn, còn không thì phải nói không thể nào bám trụ nổi. Phía trước màn ảnh của chúng ta là ngã tư đường Cao Thắng và đường 3 tháng 2 ha. Dòng người đang ở trước các cái chốt đèn tín hiệu giao thông. Trời thì giờ đã tạnh mưa rồi, còn mưa lắc rắc đó. Cho nên từ buổi chiến đồ muốn gửi đến cho tất cả quý vị những cái hình ảnh đường phố Sài Gòn
chiều tan tầm có mưa rải rác như thế nào. Chúng ta thấy được cái sự khác lạ của Sài Gòn buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều cũng như là buổi tối và đêm khuya. Mỗi một khoảng thời gian thì cái khía cạnh của cuộc sống ở Sài Gòn nó khác đi. Ở phía tay phải màn ảnh của chúng ta là Học viện Chính trị Quốc gia. Tên chính xác đó là Học viện Hành chính Quốc gia. Vì lý do vẫn còn mưa cho nên hình ảnh có thể nó ảnh hưởng không được tốt. Mong tất cả cô chú anh chị và các bạn khi xem video clip này vui lòng thông cảm nhé. Có thể nó hơi bị mờ đó. Bên phía tay phải chúng ta là khách sạn Kỳ Hòa, kế đến là nhà hát Hòa Bình, rồi Việt Nam Quốc Tử các bạn. Nhà hát Hòa Bình là một trong những sân khấu có số ghế lớn nhất ở tại Sài Gòn đó các bạn. Bên trong rất là rộng nha. Việt Nam Quốc Tử thì cũng mới được tu sửa lại rất đẹp. Đường phố Sài Gòn giờ này mà đi xe hơi thì phải nói mất thời gian rất là nhiều, bởi vì xe máy chúng ta có thể luồn lách hoặc là đi các con đường mà ít kẹt xe hơn. Đây là ngã tư đường 3 tháng 2 và là đường Lê Hồng Phong ha. Xe cứu thương. Hiện nay hầu hết là tất cả các mặt hàng giá cả đều nhích lên hết các bạn. Không hiểu vì sao mà giá xăng dầu cao đến thế. Nó do ảnh hưởng của chính sự, ảnh hưởng của chiến tranh giữa Nga và Ukraine làm ảnh hưởng giá dầu thế giới. Cho nên Việt Nam của chúng ta khi mà nhập khẩu dầu mỏ xăng từ Singapore giá đã cao rồi. Phía trước là xe một người luôn. Ngã tư đường Sư Vận Hành và đường 3 tháng 2 xe quá đông. Độ di chuyển mình đang quan sát là có 5 km/h thôi. Và nói cuộc sống sau khi mà chúng ta kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 thì bây giờ tiếp tục đối mặt với bệnh đầu mùa khỉ và giá xăng dầu thế giới lại đẩy lên cao chót vót từ 25.000 giờ lên 33.000 đồng một lít.
bên phía tay trái màn ảnh của chúng ta là Bệnh viện Nhi Đồng 1, mới xây cũng đã xong một phần nào đó rồi, rất đẹp rồi. À, đèn đỏ này là 59 giây, 60 giây nè, đứng mệt mỏi luôn. Năm mươi chín giây. Ở đây mà nếu mà chúng ta rẽ bên tay phải thì về bên trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall, trung tâm thương mại lớn nhất của quận 10. Bây giờ là 6:20. Trục đường 3 tháng 2 với trục đường Lý Thường Kiệt là một trong những cái tuyến đường chính mà dẫn về bên quận 6, về bên bến xe miền Tây. Cho nên là cái lưu lượng xe rất là lớn luôn nha. Chúng ta sẽ đi lên cầu vượt đi dưới, sợ kẹt xe nữa các bạn. Đây là cầu vượt Nguyễn Tri Phương, Thành Thái, 3 tháng 2. Phải nói Sài Gòn mây mù đang bao vây bầu trời. Chắc có lẽ đâu đó những quận ở ngoài trung tâm sẽ mưa lớn lắm các bạn. Quận 12, Gò Vấp hay là thành phố Thủ Đức thì chắc là mưa lớn lắm nè. Ở đây mình đang nhìn về phía xa ở quận 6 hay là Bình Tân, thấy mây mù luôn. Mây mù bay trên bầu trời, bủa vây bầu trời tối sầm rồi. Chúng ta sẽ di chuyển đến ngã tư Lê Đại Hành, rồi sau đó từ Vũ Chính Hồ xin phép tạm dừng cái video clip buổi chiều tối ngày hôm nay ha. Rất cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn ủng hộ đồng hành, và đặc biệt là những lời động viên chân thành của tất cả quý vị và các bạn khi xem video trên kênh YouTube Đường Vũ Chính Hồ. Từ Vũ Chính Hồ cũng luôn luôn đón nhận tất cả những đóng góp mang tính tích cực. Đường 3 tháng 2 này có rất là nhiều cửa hàng bán linh kiện điện thoại di động, sửa chữa điện thoại di động, thay màn hình điện thoại, ép kính màn hình. Bên cạnh đó có một số quán nhậu bình dân. Nói đoạn đường 3 tháng 2 này sao mà nhiều cửa hàng bán phụ kiện điện thoại di động quá trời luôn các bạn ơi. Ốp điện thoại rồi đủ loại luôn. Là trên tuyến đường 3 tháng 2 này ngày hôm nay xe lưu thông rất là dễ chịu, không có phải là quá đông ha. Phía trước là ngã tư đường Lý Thường Kiệt,
và đường 3 tháng 2. Mình sẽ rẽ trái vào đường Lý Thường Kiệt đi, để cập nhật vài hình ảnh ở trên tuyến đường này gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn nha. Đây là đường Lý Thường Kiệt hướng về bên đường Hồng Bàng. Đường này bây giờ chưa bật điện cho nên nó hơi tối rồi. Hình như là 6 giờ 30 mới được bật đèn đường hay sao các bạn, cho nên nó hơi tối quá ha. Tối quá. Sáu giờ ba mươi mới bật điện cho nên là rất là tối nha các bạn, màn hình nó không được sáng nha. Đây là ngã tư đường Lý Thường Kiệt và đường Tân Phước. Ở đây là ngã tư đường Hòa Hảo và đường Lý Thường Kiệt nha các bạn. Mình sẽ đi về bên đường Nguyễn Chí Thanh để cập nhật tình hình ở bên đường Nguyễn Chí Thanh, rồi mình sẽ tạm dừng cái video trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Bây giờ cũng đã 6 giờ 20 phút rồi, đọc quá. Đường Nguyễn Chí Thanh này nếu mình rẽ bên đây phải về bên bệnh viện Chợ Rẫy các bạn, bên đây trái thì về bên hướng của đường Nguyễn Tri Phương, phố ẩm thực Nguyễn Tri Phương. Ta đến đoạn này nghe cái mùi rượu bia, bởi vì ở đây có nhà máy bia Sài Gòn ngày xưa đó. Nghe cái mùi rượu nè, hít cho nghe mùi rượu bia nè. Ngày xưa là nhà máy bia Sài Gòn ở số 187 Nguyễn Chí Thanh. Công ty bia Sài Gòn nổi tiếng luôn bạn. Trước kia là bia Sài Gòn nói đến thì chắc ai cũng biết hết, tại vì lúc đó thì người dân Sài Gòn thích buổi chiều sau giờ làm việc thì ngồi lai rai lâm nhâm một vài chai bia, một vài con mực nướng cùng với một vài người thân thôi, ngồi uống. Rồi tại vì Sài Gòn khí hậu nóng cho nên là người ta muốn ngồi uống những chai bia nhẹ nhẹ thôi để nó giải khát, cũng rất là tuyệt vời đó. Đường Nguyễn Chí Thanh này thì cũng rất là nổi tiếng là về các cái dịch vụ chăm sóc làm đẹp cho xe hai bánh. Chúng ta muốn dán tem xe, muốn dán keo hay muốn thiết kế về xe hai bánh cho đẹp thì chúng ta có thể liên hệ bên các cái cửa hàng
trang trí đồ chơi ở tại đường Nguyễn Chí Thanh này nha các bạn, xe hai bánh thôi. Và có lẽ những hình ảnh này cũng khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi, và ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.